Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những nhiệm vụ được tỉnh Quảng Ninh hết sức chú trọng nhằm tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Qua 10 năm triển khai thực hiện quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ về đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, với sự nỗ lực của các cấp các ngành, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng lao động, đáp ứng nhu cầu học nghề và giải quyết việc làm, mở rộng ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng thu nhập và từng bước tích cực xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Ngay từ khi triển khai thực hiện quyết định 1956 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn, quyết định 1956, tỉnh Quảng Ninh đã có sự quan tâm chỉ đạo và đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, ngày 31 tháng 5 năm 2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị số 28 CTTU về việc tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Trong đó chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền đưa công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và chương trình xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. 10 năm qua, việc triển khai đề án 1956 trên địa bàn tỉnh hàng năm đều được chú trọng. Công tác tổ chức triển khai thực hiện có sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các sở ngành địa phương và các tổ chức chính trị xã hội. Chương trình đào tạo thiết thực, phù hợp với nguyện vọng của nông dân nên được người dân hưởng ứng tích cực. Từ năm 2010 đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng mạnh qua các năm. Năm 2010, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 48%, trong đó qua đào tạo nghề là 38%. Đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 85%, trong đó tỷ lệ có bằng cấp chứng chỉ đạt 45,5%. Thời gian qua, các trung tâm dạy nghề thường xuyên được đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng nhu cầu dạy và học. Hiện 13 trên 13 địa phương trên địa bàn tỉnh đều có trung tâm dạy nghề. Nhiều nghề quy mô đào tạo mở rộng, chất lượng đào tạo được nâng cao. Các lớp dạy nghề bước đầu đã trang bị cho nông dân những kiến thức cơ bản về kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi, cách phòng trừ các loại dịch bệnh thường xảy ra ở địa phương. Chính từ những lớp học này đã giúp cho người dân biết áp dụng tiến bộ khoa học, chuyển giao công nghệ và thực tiễn sản xuất để tăng năng suất lao động, tăng giá trị hàng hóa trên một đơn vị diện tích. Một số học viên sau các lớp học nghề điện dân dụng, nghề hàn đã tự mở xưởng, tạo thêm việc làm cho các lao động khác. Việc gắn kết giữa dạy nghề với tạo việc làm ngay tại địa phương đã có hiệu quả thiết thực trong chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Anh Ân Văn Kim ở thôn Đồng Đặng, xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long là một trong những học viên được tham gia lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trước khi chưa qua đào tạo nghề thì anh Kim trồng khoảng 500 cây ổi Đài Loan, nhưng do chưa nắm được kỹ thuật chăm sóc nên năng suất còn thấp. Từ năm 2016, sau khi tham gia lớp học trồng cây ăn quả do địa phương tổ chức, anh đã ứng dụng kỹ thuật vào vườn ổi, đồng thời mở rộng diện tích lên hơn 1.000 cây. Kết quả cho năng suất chất lượng cao hơn hẳn, đem lại thu nhập trung bình trên 400 triệu đồng một năm. Trước khi chưa có cái lớp đào tạo về nông nghiệp nông thôn này đấy, thì là gia đình tôi làm nó rất khó khăn. Thứ nhất là cây ăn quả thì nó không được đồng đều này. Đấy, với lại về cái kỹ thuật chăm sóc thì mình không có cái kỹ thuật. Nhưng từ sau khi đã được tham gia cái lớp đào tạo nghề nông nghiệp nông thôn thì coi như là chúng tôi áp dụng vào cái lớp học thực tế hơn. Và coi như là chúng tôi thấy hiệu quả kinh tế nó rõ ràng hơn. Còn anh Dương Văn Mạnh ở thôn An Biên, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long cũng đã nâng cao thu nhập từ sau khi tham gia lớp học kỹ thuật chế biến món ăn và phục vụ từ năm 2016. Với những kiến thức được học, anh đã mạnh dạn mở rộng quy mô nhà hàng hiện có, giúp gia đình có thu nhập ngày càng ổn định hơn. Sau khi tham gia các lớp đào tạo nghề lao động nông thôn, lớp kỹ thuật nấu ăn do địa phương tổ chức, tôi cảm thấy rất là bổ ích cho tôi. Thứ nhất là chỉ có 3 tháng học thôi nhưng mà rất là hiệu quả luôn. Trước khi chưa có học thì mình cũng rất là muốn đi học thêm để mình biết những cái nhiều cái món ăn mới. Nhưng mà các ban ngành của địa phương đã mang đến nơi cho mình như thế thì mình rất là tốt luôn, đỡ phải đi học xa. Đầm Hà là địa phương tiêu biểu thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Qua 10 năm triển khai quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề, tỷ lệ lao động nông thôn trên địa bàn huyện có việc làm sau khi học nghề đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra.
chất lượng lao động nông thôn đã có bước cải thiện đáng kể, giúp người lao động, nhất là người lao động thuộc nhóm đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số, người nghèo, cận nghèo được tiếp cận kiến thức khoa học kỹ thuật, kỹ năng nghề. Cụ thể, giai đoạn 2010-2015 đã có 960 người trên địa bàn huyện Đầm Hà có việc làm sau học nghề, đạt 85,7%. Giai đoạn 2016-2020, huyện Đầm Hà tiếp tục triển khai gắn mục tiêu đào tạo nghề với xây dựng nông thôn mới và nhu cầu phát triển sản xuất của huyện. Nâng số lao động nông thôn có việc làm sau học nghề là 723 người, đạt 88%. Tiếp thu và áp dụng hiệu quả những kiến thức, kinh nghiệm học tập được ở lớp Hàn, anh Lê Văn Cường ở thị trấn Đầm Hà đã mở xưởng và áp dụng kỹ thuật và công việc nên tay nghề của anh được nâng cao. Ngoài ra anh còn tuyển thêm 4 công nhân và chuyên nghề cho họ. Đến nay thu nhập và việc làm của xưởng tương đối ổn định. Đây là cái cơ sở mà tôi đã tạo dựng ở sau khóa học Hàn. Trước đây chỗ kỹ thuật thì làm cái sản phẩm mình nó chưa đẹp, chưa ưng ý cho khách hàng ấy, rất tốn vật liệu đấy, và là không đạt tiêu chuẩn. Sau khi cho anh em đi học khóa học này về thì anh em tay nghề rất là nâng cao và lắp ghép những bộ cửa mà khung sắt rất là đẹp và ưng ý khách hàng. Cùng với anh Cường, rất nhiều lao động nông thôn khác trên địa bàn huyện Đầm Hà sau khi được tham gia các khóa học nghề đã tìm được việc làm ổn định. Để đạt được kết quả đó, hàng năm huyện Đầm Hà đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan, các xã thị trấn, xây dựng kế hoạch, tổ chức điều tra khảo sát nhu cầu học nghề cho lao động nông thôn. Qua đó tổng hợp, dự báo, xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm, đồng thời phối hợp với các cơ quan tổ chức, các hội đoàn thể tuyên truyền vận động người lao động trên địa bàn tham gia các lớp học nghề. Trên địa bàn huyện này, thì chúng tôi thấy rằng là vẫn còn ít các doanh nghiệp đến để mà tổ chức những cái cơ sở sản xuất trên địa bàn. Đấy, thì đấy là cái hạn chế của chúng tôi. Cái thời gian vừa qua thì chúng tôi chủ yếu tập trung vào cái đào tạo nghề về cái nghề may hoặc là một số nghề khác là phù hợp với tình hình để làm sao có được số lượng cái người công nhân rất là đông đảo khi tham gia ở cái khu công nghiệp. Và rõ ràng là khi đào tạo nghề xong thì cái chất lượng lao động công việc ở các nơi đó cũng được cái doanh nghiệp đánh giá rất là cao. Đấy. Thì cái khó khăn lớn nhất của chúng tôi là làm sao tới đây là trên cái cơ sở chính sách như vậy thì cũng mong rằng là tỉnh có cái sự thu hút hơn nữa các doanh nghiệp, những nhà đầu tư lớn vào trên địa bàn để từ đó là có cái sự tạo việc làm cho người lao động. Xác định công tác đào tạo nguồn nhân lực là một trong ba đột phá chiến lược. Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã dành nhiều nguồn lực để triển khai các hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương thường xuyên rà soát cơ chế chính sách để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung kịp thời. Cụ thể như chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng được tỉnh quan tâm ban hành cơ chế khuyến khích đào tạo của tỉnh. Năm 2015, Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 220 về chính sách hỗ trợ đối tượng học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020. Tiếp đến ngày 7 tháng 12 năm 2018, Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 140 sửa đổi bổ sung nghị quyết số 220 và nâng số nghề hỗ trợ kinh phí đào tạo trình độ trung cấp cao đẳng từ 7 lên 10 nghề. Với việc triển khai chính sách hỗ trợ, đã động viên kịp thời, khuyến khích người lao động tự giác, tích cực tham gia học tập. Sau khi chúng tuyển vào trung tâm đã được các thầy cô giáo tư vấn lựa chọn ngành nghề phù hợp với mình và được học văn hóa kết hợp với học nghề. Ngoài ra còn được hưởng chính sách miễn giảm học phí và còn được hưởng chế độ bán trú một tháng là 596.000 đồng. Đây là sự quan tâm rất lớn của tỉnh và huyện để chúng em có động lực học tập, phát triển trong ngành nghề mình đã lựa chọn. Qua 2 năm được đào tạo lý thuyết và thực hành thì em được nhà trường cho đi thực tập ở một số nơi để hành thực tế tay nghề. Trong quá trình học ngành điện công nghiệp thì em được tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tiền trợ cấp học phí và đấy cũng là một cái động lực để em học và thực hành tại trường để phấn đấu và nỗ lực hơn trong ngành nghề. Có thể nói công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã thực sự được các cấp các ngành các địa phương trong tỉnh quan tâm cao độ. Đa số người dân sau khi đào tạo nghề đã sử dụng hiệu quả kiến thức vào sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tốt nghiệp nghề, tìm kiếm được việc làm mới hoặc tự tổ chức sản xuất kinh doanh theo ngành nghề ngày càng tăng mạnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 42 cơ sở đào tạo nghề nghiệp, gồm 7 trường cao đẳng, 1 trường trung cấp,
13 trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên, 2 trường đại học và 19 đơn vị gồm các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trong giai đoạn 2010-2020, toàn tỉnh đã tổ chức hỗ trợ đào tạo nghề phi nông nghiệp cho 20.229 lao động, đạt 58,02% tổng số lao động được hỗ trợ đào tạo nghề. Tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho 14.614 lao động, chiếm 41,91% tổng số lao động được hỗ trợ đào tạo nghề. Chất lượng nhà giáo, người dạy nghề được quan tâm thỏa đáng. Tỉnh đã thường xuyên tiến hành kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề để có kế hoạch đào tạo đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng và cơ cấu nghề đào tạo. Hàng năm có từ 320 cho đến 450 nhà giáo, người dạy nghề đăng ký tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong đó, nhà giáo cơ hữu tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn chiếm trên 70% trên tổng số nhà giáo, người dạy nghề tham gia giảng dạy. Đến nay, 100% nhà giáo, người dạy nghề đã đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm để tham gia giảng dạy. Cùng với đó, hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức xã cũng được quan tâm. Từ năm 2010 đến 2020, đã có 38.977 lượt cán bộ công chức cấp xã được đào tạo bồi dưỡng. Qua đó, giai đoạn 2010-2015 tổ chức được 56 lớp cho 5.567 lượt. Giai đoạn 2016-2020 hỗ trợ bồi dưỡng cho 25.532 lượt người. Đặc biệt, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã có nhiều cố gắng trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn như là chủ động phối hợp với địa phương, với trung tâm dịch vụ việc làm, với doanh nghiệp và các hợp tác xã để giới thiệu việc làm cho học viên sau khi học nghề. Tháng 9 vừa rồi thì tôi có đến trung tâm giới thiệu việc làm để đăng ký làm hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tôi có đăng ký là chọn học khóa học nấu ăn, trong 3 tháng. 3 tháng có một cái bằng sơ cấp, chứng chỉ sơ cấp học nấu ăn của nhà hàng, nhà hàng. Và điều đó là một cái hướng để tôi có thể chuyển nghề, chuyển thành một cái nghề sinh kế mới để tạo thu nhập cho bản thân và gia đình. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn của tỉnh cũng còn một số tồn tại hạn chế cần được khắc phục, như là công tác hỗ trợ giải quyết việc làm khi kết thúc khóa học cho lao động nông thôn có kết quả chưa cao. Trong tổng số người phát huy được hiệu quả sau đào tạo, thì phần lớn là do người lao động tự tạo việc làm. Lao động học được một số nghề phi nông nghiệp chưa tìm được việc làm tại chỗ. Một số lao động học nghề nông nghiệp, sản phẩm làm ra không tiêu thụ được hoặc là tiêu thụ rất khó khăn. Nguồn vốn cho lao động nông thôn vay vốn sau học nghề còn thấp. Một số trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên được đầu tư trang thiết bị dạy nghề nhưng lại chưa phát huy được hiệu quả thiết bị đã đầu tư. Vẫn còn cơ sở được đầu tư thiết bị nhưng mà chưa tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956. Hiện nay thì có các đầy đủ các phòng xưởng để thực hành học tập cho học sinh học lý thuyết và học văn hóa cũng như là học đào tạo nghề, nhưng về cái thiết bị thì chưa đầy đủ. Vậy thì cũng muốn là cái khó khăn thứ nhất đó là về các trang thiết bị đào tạo nghề, đặc biệt là tập trung vào những cái nghề theo danh mục khuyến khích cũng như là các nghề phát triển của địa phương như ngành nghề dịch vụ du lịch. Cái khó khăn thứ hai đó là đội ngũ của trung tâm. Thì hiện tại bây giờ đến với trung tâm thì trung tâm cũng chưa có những cái giáo viên đào tạo chuẩn về trình độ đào tạo cho đào tạo trung cấp nghề, chỉ ở cái bằng đó là sơ cấp nghề, nên cũng vẫn thực hiện cái liên kết đào tạo. Dự báo trong thời gian tới, nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn là rất lớn, theo hướng đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khả năng thu hút đầu tư phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã ngày càng cao. Để đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của thị trường, thì công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn là hết sức cấp bách. Đây là khâu đột phá nhằm thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động từ sản xuất nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, từng bước nâng cao trình độ cho đội ngũ lao động có chuyên môn kỹ thuật. Chúng tôi cho rằng là phải nâng cao cái nhận thức, cái trách nhiệm của các cái cấp, các ngành, thế và của cán bộ, đảng viên, công chức và đặc biệt là người dân để cho hướng vào cái đào tạo sao cho nó hiệu quả. Thế trong cái giải pháp này thì cũng đòi hỏi là cái sự phối kết hợp của các cái cấp, các ngành, chính quyền địa phương, làm sao chúng ta phải có được cái khảo sát, được cái nhu cầu thực tế của người học để đáp ứng được cái đào tạo nó đúng địa chỉ. Vấn đề thứ hai nữa là cái giải pháp về cái công tác mà đào tạo là phải gắn với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cái vấn đề thứ ba nữa phải gắn đào tạo với lại cái giải quyết việc làm, phải nâng cao được cái chất lượng đào tạo, phải ưu tiên tập trung đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở vùng miền núi dân tộc thiểu số của tỉnh, phải huy động được các cái nguồn lực để mà thu hút vào cho cái công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn được xem là chìa khóa thành công cho nhiều chương trình mục tiêu quốc gia. Với những kết quả đã đạt được của tỉnh Quảng Ninh, hy vọng trong giai đoạn tiếp theo thì sẽ khắc phục được những tồn tại để tăng tỷ lệ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, qua đó góp phần tích cực vào mục tiêu nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho địa phương.